chúng ta thường nghe câu nhất ngôn cử đỉnh tứ mã nan truy, ý rằng lời nói rất có trọng lượng. Vậy cử đỉnh nghĩa là gì? Câu thành ngữ nhất ngôn cử đỉnh này là từ đâu mà có? Nhất ngôn cử đỉnh, chỉ một câu nói có thể trấn áp trăm vạn quân. Thời Chiến Quốc, nước Tần tấn công Hàm Đan, nước Triệu. Tướng quốc Bình Nguyên quân nước Triệu phải đi cầu viện nước Sở, muốn liên kết với Sở để chống lại nước Tần. Bình Nguyên quân bèn chọn 20 môn khách văn võ sông Toàn để cùng đi. Nhưng chọn đi chọn lại chỉ chọn được 19 người, còn một người tìm mãi không thấy ai xứng đáng. Lúc này một người có tên Mao Toại tự mình tiến cử, Bình Nguyên quân liền thu nạp. Đến nước Sở, Bình Nguyên quân nói thế nào cũng không thể thuyết phục được Sở Vương viện trợ nước Triệu. Cuối cùng Mao Toại vung kiếm lên phía trước uy hiếp, phân tích tình thế cho Sở Vương, ngôn từ mạnh mẽ sắc bén, khí thế bức người. Sở Vương cuối cùng cũng đồng ý thỏa thuận với nước Triệu. Sau khi Bình Nguyên quân trở về nước Triệu, thấy mình nói cả ngày mà không thuyết phục được Sở Vương, còn Mao Toại chỉ nói vài câu đã khiến Sở Vương tâm phục khẩu phục. Vì thế khen Mao Toại rằng, Mao tiên sinh vừa đến nước Sở đã có thể khiến Sở coi trọng như cử đỉnh. Mao tiên sinh dựa vào ba tấc lưỡi mà có thể mạnh hơn trăm vạn quân. Từ điển cố này mà thành ngữ nhất ngôn cử đỉnh cũng ra đời. Cử đỉnh là gì? Đỉnh là một khí cụ dùng để thờ cúng thần linh và tổ tiên, cũng có thể được sử dụng như một công cụ để đựng thức ăn. Nước Đại Ngô sau khi trị thủy thành công, lập nên triều Hạ, chia thiên hạ làm chín châu lần lượt là Ký, Duyện, Thanh, Kinh, Dương, Lương, Ung, Từ, Dự. Đồng thời thu thập đồng ở các châu, luyện thành cử đỉnh. Trên mỗi đỉnh khắc núi sông, con người, cảnh vật, đặc sản của mỗi châu. Chính chiếc đỉnh tượng trưng cho chín châu cũng có nghĩa là thiên hạ. Đại Ngô coi cử đỉnh là vũ khí quan trọng để trấn quốc, là tượng trưng cho vương quyền thiên tử. Nhưng đỉnh truyền quốc này chỉ tồn tại trong ba triều Hạ, Thương, Chu. Khi nước Tần diệt nước Chu, một chiếc đỉnh bị rơi xuống sông Tứ Thủy, còn tám chiếc đỉnh khác thì không rõ tung tích. Tần Thủy Hoàng và Hán Văn Đế từng kiếm khắp sông Tứ Thủy để tìm chiếc đỉnh này, nhưng đều tốn công vô ích. Cử đỉnh cứ thế bị mất tích thần bí như vậy. Nước Tần khởi binh đến nước Chu đòi cử đỉnh. Cuối triều Chu, nước Tần đánh vào Đông Chu, yêu cầu hoàng thất nhà Chu giao cử đỉnh. Vua nước Chu phái đại phu Nhan Suất đi xin nước Tề cứu trợ, đồng thời đồng ý giao cử đỉnh cho nước Tề. Nước Tề sau khi phái binh đẩy lùi quân Tần, chuẩn bị đòi lấy cử đỉnh. Nhan Suất vì muốn Tề Vương từ bỏ ý định, liền hỏi Tề Vương muốn vận chuyển cử đỉnh qua đường nào. Kết quả là không có con đường nào phù hợp. Nhan Suất bèn nói trước kia sau trận Vũ Vương phạt trụ, trận Mục Giả giành được cử đỉnh. Để vận chuyển một đỉnh thì cần dùng 9 vạn người, 9 đỉnh tổng cộng 81 vạn người. Cho dù Tề Vương có nhiều người như vậy thì cũng không có con đường nào có thể vận chuyển về nước Tề. Cuối cùng Tề Vương đành phải bỏ cuộc, cũng không nhắc đến chuyện vận chuyển cử đỉnh nữa. Tần Vũ Vương nâng đỉnh mà chết. Thời Chiến Quốc sau khi Tần Vũ Vương đánh bại thành Nghi Dương, tiến thẳng vào Lạc Dương, Chu Thiên Tử đích thân ra nghênh tiếp. Tần Vũ Vương đi đến tông miếu của hoàng thất nhà Chu thì nhìn thấy cử đỉnh. Tần Vũ Vương bẩm sinh sức lực phi phàm, khi nhìn thấy cử đỉnh của Ung Châu liền mạnh miệng nói rằng muốn cùng đại lực sĩ thi nâng đỉnh. Sau khi ông dùng hết sức bình sinh để nâng đỉnh lên cao nửa thước, đột nhiên tay bị mất lực, chiếc đỉnh rơi xuống, hậu quả là rơi trúng chân của ông, khiến xương thịt nát bấy, đêm đó liền bỏ mạng. Lưu Hiệp Tại trong Văn Tâm Điêu Long quyển thứ 18 có nói, chỉ một lời nói của Nhan Suất thông minh đẩy lùi ngàn vạn quân địch bảo vệ cử đỉnh. Trong thời Chiến Quốc loạn lạc, nhất ngôn cử đỉnh không chỉ đòi hỏi phải có đủ trí tuệ mà còn phải cực kỳ dũng cảm mới có thể có chỗ đứng trong thời buổi loạn lạc. Còn Tần Vũ Vương dại dột dùng sức, cảm thấy sức mình có thể nâng được đỉnh, kết quả là chết nơi đất khách quê người, trở thành trò cười cho thiên hạ.